bạn về những người thân thương nhất của mình. Tuyết bạn có biết VS trong mắt mình là gì không? Hãy cùng xem hết video của mình nhé. Mình chính thức gia nhập hội VAS 3 tháng 2. Mình học lớp Pre-3.8 với cô Thủy, cô Tuyết, thầy Patrick và cô Liên. Các thầy cô vui vẻ giúp mình hứng thú đến lớp và dường như mình không hề cảm giác bỡ ngỡ là lắm khi mới chuyển trường. Mình đã trải qua một năm học vô cùng thú vị, được tham gia rất nhiều hoạt động, học nhiều kỹ năng và tiếng Anh của mình đã tiến bộ nhiều. Và hành trình đại học chữ to của mình bắt đầu từ tháng 8 năm 2019. Mọi thứ vô cùng mới mẻ với mình. Mình được học với cô Duyên. Mình còn nhớ như in, sau một tuần đến lớp, mình bắt đầu ăn vạ trong nhà ăn và không chịu học suốt 2 tuần. Mình vô cùng biết ơn cô Duyên vì đã kiên nhẫn cùng mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. Mình còn được Miss Kim và thầy Tú dẫn dắt cho mình các môn học Cambridge. Miss Kim rất thương trẻ em, còn thầy Tú thì vui tính cực kỳ. Năm học này cũng bị gián đoạn sau Tết vì dịch Covid, mình phải học online. Nhưng may mắn là tụi mình đã được quay lại trường sau tháng 5 năm 2020. Tú chủ nhiệm lớp 2 của mình đẹp về hiền lắm luôn. Giáo viên Cambridge là thầy Michael, cô Thảo, cô Thu. Các thầy cô đều rất vui và quan tâm mình. Đây cũng là năm đầu tiên mình tham gia thuyết trình bảo vệ môi trường và đã đạt giải 3. Mình còn tham gia Vascot Talent nữa, tuy nhiên đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Một điều đáng nhớ nhất và hãnh diện nhất trong năm học này đó là mình trở thành VAS Green Ambassador. Mình tham gia thôi, chứ không nghĩ có thể vượt mặt các anh chị lớn hơn ngoài hệ thống trường VAS. Một năm học đáng nhớ nhất của mình. Vì dịch Covid-19 còn phức tạp, năm học này được bắt đầu bằng hình thức học online. Và chúng mình đã học online suốt cho đến Tết luôn. Các hoạt động và kỳ thi của trường đều diễn ra online. Mình đã làm quen với thầy Linh và các bạn qua màn hình laptop. Thầy Linh rất vui tính và gần gũi với học sinh. Mình được học với Miss Sharon. Tuy cô khó nhưng lại khiến mình rất hứng thú học. Mình cũng phần nào bước qua nỗi sợ môn toán khi may mắn được học với Miss Mai. Lớp 4 của mình cũng đầy vui vẻ và drama không kém. Cô Hương chủ nhiệm rất năng động và hơi khó tính. Giáo viên Cambridge là Mr. Liam thì rất cao luôn. Miss Emily dạy môn toán thì vô cùng dễ thương và cô luôn làm tụi mình hứng thú. Mình đã tham gia review book và đạt giải nhất. Bất ngờ lắm luôn. Tham gia speaking contest dù bị loại nhưng mình đã có cơ hội đứng nói chuyện trước thầy Michael. Điều này giúp mình tự tin hơn rất nhiều. Vui nhất là đội Tridents của mình đã đạt giải nhất Vast Olympic năm 2023. Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội nhảy đồng đội và nhảy trước rất nhiều khán giả. Mùa hè năm 2023 có lẽ là mùa hè vui nhất. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm du lịch cùng bạn bè mà không có ba mẹ bên cạnh. Hành trình 4 ngày 3 đêm, mình học được tính kỷ luật, tinh thần tập thể và tự chăm sóc bản thân. Chuyến đi tuy gặp thời tiết không như ý, nhưng nó đã để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm. Cô
chủ nhiệm năm nay của mình là cô Vi. Trong giờ học cô nghiêm khắc lắm, nhưng các giờ vui chơi cô luôn để tụi mình tự do thể hiện. Mình gặp lại Miss Mai, cô toán Cambridge năm lớp 3, và Miss Fiji, cô dạy Science và môn tiếng Anh, khá vui tính và thương học sinh. À, một lần nữa, mình lại được giải nhất cuộc thi review book. Trước đây, mình khá lười đọc sách, nhưng chính cuộc thi này đã giúp mình nhận ra được những điều bổ ích mà sánh bằng đến. Năm học cuối cấp 1 đã đi gần nửa đường, mình có chút gì đó mong nó chậm lại. Mình càng ngày càng cảm thấy yêu thích đến trường, được gặp bạn bè, được khám phá các điều mới lạ từ sách vở cũng như hoạt động của trường. Mình không có thông điệp gì to lớn muốn truyền tải. Với mình, video này là một tóm tắt của những kỷ niệm mình yêu thương và muốn lưu giữ nó. Mình đã nhận ra được rằng tại VAS, mình luôn được là chính mình, luôn được động viên, thể hiện bản thân nhiều hơn. Có thể mình không phải là một học sinh giỏi của lớp hay một học sinh gương mẫu của trường, nhưng các thầy cô và bạn bè đã giúp mình hiểu được rằng ai cũng có điểm mạnh điểm yếu của họ. Chỉ cần cho bản thân cơ hội được thử sức và trải nghiệm, mình sẽ nhận ra được rằng bản thân của mình có thể làm được nhiều điều khác. Và điều cuối cùng có những điều gì thầy cô đó là con cảm ơn thầy cô vì đã luôn bên cạnh dạy dỗ và bỏ qua cho con. Con cảm thấy mình thật may mắn khi được trải qua những ngày tháng vui vẻ đến trường, được yêu thương, được trải nghiệm và tiếp thu thật nhiều kiến thức. Con muốn gửi đến thầy cô sự trân trọng và lòng biết ơn của con.